Cứu chồng bị điện giật, người phụ nữ bất chợt thành nạn nhân. Xem camera khiến dân mạng rùng mình. Mới đây, đoạn clip dài gần 1 phút trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh cùng bị giật điện của một cặp đôi đang nhận được sự quan tâm lớn trên nhiều diễn đàn. Một người đàn ông đi chân đất, đang đứng cầm vòi nước phun mạnh xuống nền thì bất ngờ giật nảy người rồi nằm vật ra đất. Lúc này, người phụ nữ từ phía trong chạy ra, vội vớ tay tắt cầu giao điện trên tường nhưng cũng bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Cô cố ngồi dậy nhưng không thể, đổ dần xuống, nằm giải đành đạch trên nền gạch ướt. Phát hiện ra sự việc, một vài hàng xóm đã lao sang dập cầu giao điện, cố gắng giúp đỡ hai nạn nhân. Người phụ nữ sau đó đã có thể ngồi dậy bình thường trở lại. 20.000 là số lượt xem của đoạn clip chỉ sau 5 giờ được đăng tải. Nhiều bình luận lộ rõ vẻ lo sợ trước sự nguy hiểm của điện khi bị sơ hở tới tính mạng con người. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng do ẩu khi không đi dép, phun nước vào khu vực có máy chạy bằng điện của người đàn ông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình huống trên. Thêm nữa, việc cứu người sai cách lại vô tình kéo luôn cả người phụ nữ gặp nạn. Trời ơi, đi chân đất phun nước cả vào máy móc chạy toàn bằng điện thế kia là sao chứ? Điện nó từ đấy mà ra chứ đâu? Có quá nhiều trường hợp bị điện giật tử vong mà do không biết sơ cứu, như trường hợp ở trên mạng mà chị vợ mới bị và phát hiện kịp thời, nên bình tĩnh để người nằm yên một lát cho điện truyền ra rồi mới cho lên khỏi mặt đất. Sợ quá, vội vàng cứu người nên lại thành nạn nhân. Một sự việc khác cũng gây chú ý không kém khi mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip vợ quăng hết mâm bát đĩa vì chồng nhậu nhẹt. Đoạn clip khoảng 2 phút đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, người phụ nữ cầm bát đĩa đồ ăn được bày dưới sàn vứt lia lịa vào góc nhà. Lý do được cho là người chồng liên tục rủ bạn bè tới nhà nhậu nhẹt tối ngày. Vừa cầm đĩa đồ ăn, cốc bia ném sầm sầm, người phụ nữ vừa nói, tụi bay đâu có là gì đâu mà phải nể. Tiếp đó, người vợ nói với chồng trong uất nghẹn, tao sống với mày 10 năm rồi mà người ta mới đến với mày một ngày một bữa, mày coi thường tao, mày không hiểu tao. Sau khi thẳng tay quăng sạch sẽ bữa tiệc nhậu, người này tiếp tục dốc sạch hai két bia ném lia lịa về phía người chồng trong sự tức giận đỉnh điểm. Tất cả tanh bành sau màn nổi đoá của bà vợ. Lúc này, một số người có mặt, bạn nhậu chứng kiến chỉ biết im lặng rồi bỏ đi. Nhiều người cho rằng có lẽ sự việc xảy ra là đỉnh điểm cho sự chịu đựng của người vợ có chồng bê tha rượu chè. Hiện clip đang được lan truyền trên mạng xã hội và dân tình tranh cãi dữ dội. Theo dòng sự kiện hot đang diễn ra trên mạng xã hội, mới đây một đoạn clip ẩu đả giữa hai vợ chồng ngay giữa một đoạn đường đông người qua lại. Được biết vụ việc xảy ra tại Lào Cai. Theo đoạn clip, người vợ lái xe ô tô từ đâu về thì bị chồng bắt gặp. Xe dừng ở ngay giữa đường, người chồng chặn ở cửa xe và tức giận hét lớn. Chui ra, bố mày giết chết mày, mày muốn chết hôm nay tao cho mày chết luôn. Sau đó người chồng đã cởi áo khoác ngoài choàng lên cho vợ rồi kéo ra ngoài ô tô. Nhiều người chứng kiến sự việc đã lao vào can ngăn người chồng. Chị H cho biết sau khi sự việc xảy ra, hiện tại gương mặt chị còn đầy thương tích do bị đấm tát, tinh thần còn chưa ổn định. Chị cũng cho biết hai vợ chồng sống với nhau được 7 năm nhưng có nhiều điểm mâu thuẫn nên hay xảy ra tranh cãi. Chồng là người nóng tính nên rất nhiều lần chị đã bị hành hung, cũng may luôn có hàng xóm can ngăn nên chưa xảy ra các hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vợ chồng chị có tranh cãi về việc sổ sách giấy tờ và việc con gái tại nhà mẹ chồng. Sau đó, chồng chị đã đấm đạp chị, đồng thời đạp móp méo chiếc xe ô tô của chị H. Khi đó, có nhiều người can ngăn, chị mới lên được ô tô chạy thoát về nhà mẹ đẻ. Sau đó, chị H cùng chị gái và con nhỏ lên xe ô tô của chị H đi mua cháo. Khi ra đến đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, thì chồng chị bắt gặp chặn xe lại. Tại đây, chồng chị đã tiếp tục mở cửa xe đấm tát và giằng xé rách quần áo ngoài của chị. Chồng chị bắt chị ra ngoài xe để hành hung tiếp, thì nhìn thấy chị chỉ còn quần áo lót trên người nên đã cởi áo khoác của mình đưa cho chị H. Ra khỏi xe, người chồng tiếp tục hành hung. Cũng may tại thời điểm đó có một thanh niên ra can ngăn nên chị H mới chạy thoát thân vào nhà một người dân. Qua sự việc này, chị H mong mọi người hiểu đúng ngọn ngành câu chuyện, các trang mạng xã hội không đặt tiêu đề sai lệch để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị và gia đình.